Rồi tiếp tục review, chia sẻ, giới thiệu với các bạn hai cái cụm, nó đúng hơn là cái ốp NVX V1 cho N100 35. Cái này là gắn như zin nha các bạn. Mua về là tháo cái cũ ra, gắn cái mới vô, cắm lại à, như zin. Thì ở cái cụm NVX V1 này có gì? Thứ nhất là giá nó sẽ rẻ hơn, tích hợp để chúng ta dọn dọn kiển nhưng mà dọn zin nha. Và nó có nhiều cái nút rất là hay. Đấy. Nhìn rất là hài hòa, rất là đẹp. Còi với đề để như zin rồi. Ở cầm bên tay phải nè, chúng ta có thêm cái hà ra nó. Ngoài xi nhan bình thường, ta gạt trái gạt phải là có hà ra đó. Ưu tiên 4 xi nhan chớp nháy. Và nó có thêm cái bát sinh. Đấy. Ngoài cốt pha thì có thêm bát sinh đó, rất là sướng, màu đỏ với màu đen. Thì ở cái ốp bên tay phải nè, này bên tay trái phải, bên tay phải thì chúng ta có thêm demi mở đèn nó ba chế độ luôn. Ngoài ra có thêm cái tắt máy tạm thời. Nếu mà chúng ta không xài tắt máy tạm thời thì chúng ta có thể xài cho tắt mở đèn ha, bởi vì nó là cái nút on off thôi. Bấm rất là sướng, cấp cách lúc nào ra lúc nấy. Ha, lúc nào ra lúc nấy. Nhẫn nhẹ. Đó. Rất là đẹp. Gắn lên bao đẹp luôn nha các bạn. Thì ở cái hai cái ốp này thì ngoài gắn ẹp cho 35 thì ta có thể chế qua các cái dòng xe tương tự khác, ví dụ Mio, Lupus, Jupiter, Novo đó. Vẫn được ha, bởi vì dây điện nó cũng gần giống nhau. Cái này làm sẵn cho ẹp 135, dây điện rất lớn. Rồi bạn nào mà muốn mua cái cụm này cho ẹt 135 thì các bạn thể liên hệ mình qua số điện thoại ha, mình sẽ báo giá, và muốn mua thì mình sẽ gửi bạn qua bưu điện à, ship hàng thôi nha, ship hàng chứ không ship code. Ngoài ra thì các bạn có thêm cái tùy chọn nữa là bát sinh khi tắt đèn, thường thì chúng ta bát sinh khi mở đèn thôi, còn tắt đèn là không bát sinh được. Và tắt máy tạm thời này, tắt máy tạm thời đúng chuẩn chứ không phải là hai dây cắm vô một bình sườn nha, đó là dẫn chơi dọc phá thôi, đúng chuẩn là phải có cái mạch đó. Vì nó không bị lỗi xài nó mới bền được. Tắt máy tạm thời, còn không thì chúng ta xài lúc này để tắt mở đèn gì đó tùy. À. Cái bát sinh này nó cũng có hai tùy chọn nè, xài nút bát sinh ở thác thì nó giá rẻ hơn, hoặc là xài cái mạch mạch để chúng ta bát sinh, nó tùy các bạn ha, giá nó chênh lệch không có nhiều, quá đẹp luôn nha các bạn. Em gầy thấy các bạn ít để ý cặp này hả ta? Ở đây nó có hai cái chấm để em ta bắt cái e nè, ta thích bắt cái e thì chúng ta phép hai lỗ, bắt cái e qua là xong, ta định vị sẵn rồi. Ok, cái